viên nghỉ tranh thủ từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ ngày hôm nay. Đề nghị số học viên nghỉ tranh thủ ra vào cổng đúng thời gian quy định. Tương Anh được về em. Do mấy tuần trước anh đã lại đi chuẩn bị dự thi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do nhà trường mình tổ chức. Và lại tuần này cũng thi xong rồi nên về thăm bố mẹ đi. Và lại cũng nhớ bố mẹ quá. Nhớ mẹ gì? Hay mẹ hết tiền? Không. Ủa, thế em cũng về quê à? Vâng, em về quê. Vậy có gì anh em mình nên tư đâu sẽ biết cái gì? Khi được đi một nơi xa xôi rộng lớn, thank you.
sau em. Vậy chứ gì đã học tập hay công tác ở đâu? Ừ, còn cái nào? Khóa liên lạc 2 và đi 6 của trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân. Lần sau, một người đi xe, nhớ bảo quản tài sản mình cho thật tốt. Chú ơi, lần sau con cũng làm công an giỏi như chú. Em muốn trở thành công an giỏi như chú. Nhớ cố gắng học tập nha. Và sau 2 chị nói dạ dạ. Bạn đã được các thầy cô ở đây không ngừng trao dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ bổ túc, nâng cao năng lực chính trị và sức chiến đấu để ra trường có thể đáp ứng được yêu cầu thực tiễn công tác, vì nước vì dân, vì nhân dân phục vụ, thực hiện nghiêm túc theo 6 điều của Bộ dạy Công an Nhân dân. Đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính, đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ, đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành, đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép, đối với công việc phải tâm tì, đối với địch phải cương quyết,